Chào các bạn. Tôi nghĩ rằng là nếu một ai đó đã từng là luật sư thì có những cái khi mà mình bị đãng trí. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe cái câu chuyện đi tòa hết xăng. Đi tòa hết xăng là một cái câu chuyện mà cách đây vào khoảng 5 năm tôi tham dự một cái phiên tòa bào chữa trong một cái vụ án hình sự là giết người. Các bạn biết không, đi tòa mà mình vai trò là luật sư bào chữa đó, nhiều áp lực lắm. Mình phải chuẩn bị những cái câu, mình phải dẫn dụng những cái quy định của pháp luật. Hồ sơ của tòa dày như thế này nè, vụ án giết người mà gần hơn 2.000 bút lục. Thì tôi nhớ là tôi cùng với 4 luật sư đồng nghiệp, trong đó tham gia trong cái vụ bào chữa trong vụ án hình sự giết người theo điều 93 trước đây đó của Bộ luật hình sự. Lo lắm, đủ thứ mọi cái phải lo hết. Nào là phải có những cái phản biện với viện kiểm sát. Nào là chắc chắn là bị cáo của mình sẽ tranh luận với luật sư đồng nghiệp với một cái vai trò là để bật lên vấn đề là lỗi của ai, người thừa hành, người giúp sức, người thực hiện như thế nào đó. Rồi phải chuẩn bị về trang phục nữa. Trang phục thì luật sư thì có cà vạt nè, có huy hiệu của đoàn. Mấy hôm nay thì nóng ở trên cái diễn đàn về luật sư, có nhất thiết phải bắt luật sư phải mang cà vạt và huy hiệu khi mà bào chữa trong một cái vụ án hình sự và bảo vệ quyền lợi một vụ án dân sự hay không. Quá nhiều áp lực, đang ngủ như vậy mà phải bật giật mình, không biết ngày mai ra phiên tòa như thế nào. Thì có một số anh chị em đãng trí, nhưng riêng tôi nhớ là sau khi mà cái phiên tòa tuyên ra thì anh luật sư đồng nghiệp tôi thì cũng may mắn, thì khi mà đi xa như vậy á thì có ông xã chở và anh đã chuẩn bị chỉnh chu đi, vừa mới tranh luận trong một cái phiên mà gọi là rất là nảy lửa giữa tôi với anh luật sư đồng nghiệp đó. Thì vừa mới ra thì lại thấy ảnh dắt xe. Thì thực ra thì cái nghề của chúng tôi mà quý vị và các bạn, mặc dù là tranh luận tại tòa đó, có thể là nảy lửa, có thể là tranh luận trong hồ sơ, nhưng ngoài thì mình vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau. Thì vừa mới ra thì thấy anh dắt xe, thì hỏi chứ ủa sao luật sư đi dẫn bộ. Thì luật sư bảo rằng hôm qua chị biết hôm qua nghiên cứu hồ sơ rồi đãng trí, may mắn quá xe chạy tới tòa rồi giờ hết phiên tòa rồi thì lại hết xăng, và ông xã tôi đã giúp cho anh luật sư đồng nghiệp đẩy tới cái trạm xăng. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà văn phòng mà tôi giữ cái vai trò đó. Có một lần đi tòa Bình Chánh cũng vậy. Tôi đang đi thì tôi thấy một cái bóng dáng của một luật sư đồng nghiệp quen quen. Tôi hỏi gì ạ? Bạn bảo hết xăng, hôm nay đi tòa mà gọi là đãng trí quá cho nên không có đổ xăng. Những cái câu chuyện nó làm giảm bớt đi những cái khó khăn, những cái vất vả. Và nghề của chúng tôi là những người như thế đó, cũng có những cái trăn trở và lo lắng cho cái công việc của mình, cần lắm những cái sự chỉnh chu cả về hình thức, cả về nội dung. Các bạn phải hiểu chúng tôi, các bạn thấy rằng nghề của chúng tôi là những nghề mà chỉ thấy một cái chị luật sư lúc nào cũng chỉnh chu, nhưng thực tế chúng tôi đã phải đấu tranh từng ngủ ít hơn một chút để nghiên cứu hồ sơ, cố gắng vượt lên bản thân mình
trong cái trang phục. Chúng tôi cũng không dám một mặc một cái áo sắc nắp để mà đi tư vấn. Chúng tôi cũng không dám uống quá chén. Uống quá chén thì đi ngủ, không dám ra tư vấn. Đó là như vậy. Các mọi người nhìn vào thì xã hội có những cái sự chuẩn mực nhất định. Và lý do tại sao tôi lại đưa cái câu chuyện này lên, vì hôm nay tôi bắt gặp một cái hình ảnh có một luật sư sử dụng những cái từ không mấy là đúng cái chuẩn mực trên cái Facebook, và lập tức có một người khác đã chỉnh liền luật sư mà nói chuyện như thế đó. Và hôm nay tôi muốn quý vị và các bạn hiểu thêm một cái chuẩn mực tương đối của chúng tôi, những anh chị em làm nghề luật nói chung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một chút câu chuyện để chúng ta hiểu thêm về nghề luật sư, và một chút câu chuyện để các bạn hiểu thêm là chúng tôi cũng bị áp lực, chứ không hẳn như một cái ai đó nói rằng là luật sư thướng thấy mồ chỉ bằng nước bọt, mà có tiền đâu nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.